Con này là cái súp của Mỹ nha anh em, mà còn lên điện nhưng mà không mát nha. Lo thì không có bị kẹt này. Cũng nặng lắm á. Cục này chắc 15 kg nha, 13 15 kg gì đó. Viền còn này nha. Con lên điện nhưng mà không hát nha. Đó, em xem soi chút xíu này. Nè, phần sau của nó này không. Con này thấy nó ghi là 200W nha. Nên nào vừa sửa thì nhắn nha. Cái lô số này nha anh em. Còn điện nguồn màu xanh này. Chỗ này có công tắc này. Để tắt nguồn này không. Rồi bán như vậy thôi nha. Giá lợn chết nha anh em. Rồi ok nha.